không còn những màn fan service thừa thãi, không còn bầu không khí nhẹ nhàng đáng yêu, và cũng càng không phải một series hài hước rẻ tiền, tấu hài ba xu nữa. Trailer của Secret Invasion đã cho thấy một MCU hoàn toàn khác, nghiêm túc hơn, gai góc hơn, hứa hẹn sẽ trở thành series đáng xem nhất của Marvel trong thời gian tới. Vậy chiếc trailer dài gần 2 phút này có gì? Những nhân vật mới là ai? Xem hết video bạn sẽ biết. Ngay bây giờ hãy đến với điều đầu tiên mà chắc ai cũng thắc mắc: Secret Invasion là cái chó gì? Để mà kể tường tận về sự kiện này thì có lẽ một tiếng còn là không đủ. Tuy nhiên tôi sẽ tóm gọn nó lại như sau. Sau sự kiện Civil War, các Avengers đã bị chia rẽ bởi đạo luật siêu anh hùng. Phe Iron Man thắng và Tony bắt đầu thiết lập một mạng lưới siêu anh hùng mạnh nhất trái đất, aka giáp xiếc Illuminati, bao gồm bác sĩ Chang, Namor, Denbo, ngu nhất trái đất và giáo sư phương trình bậc nhất một ẩn. Trong một nhiệm vụ nọ, Echo, cái chị bị điếc ở trong series Hawkeye, đã giết chết Elektra, thủ lĩnh của The Hand. Nhưng rồi bất ngờ chưa, bà chị này không phải Elektra thật, mà là một Skrull trá hình. Tony Stark biết chuyện, liền tập hợp các thành viên của Illuminati lại để cùng điều tra. Thế nhưng tôn hành giả, giả hành tôn thế đéo nào. Denbo bất ngờ hiện nguyên hình là một con Super Skrull, rồi lao vào hành sát đội Illuminati. Rất nhanh sau đó, một vài con Skrull khác cũng hiện nguyên hình, một trong số đó thậm chí còn cầm cả búa của Thor. Dù may mắn thoát chết, nhưng Tony Stark và đồng đội bắt đầu hoang mang, vì giờ đây chẳng còn ai đáng tin nữa. Chẳng ai biết có bao nhiêu Skrull hiện đang có mặt trên trái đất. Có thể chúng đã âm thầm đổ bộ từ rất lâu trước đó và từ từ đặt nền móng cho một cuộc đổ bộ quy mô lớn sẽ diễn ra vào một thời điểm nào đó trong tương lai gần. Vậy tại sao Skrull lại phải xâm lược trái đất? Trả lời một cách ngắn gọn thì đơn giản là quê hương của loài Skrull đã bị một gã siêu phản diện tên là Galactus nuốt chửng, nên các Skrull đã quyết tâm biến trái đất múp dục trở thành quê hương mới của mình. Đó là sơ qua về sự kiện Secret Invasion. Tôi không đi sâu vào kết cục của trận chiến, vì khả năng cao sự kiện này lên phim sẽ có khá nhiều biến tấu so với nguyên gốc trong truyện tranh. Vì như chúng ta đã biết, Tony đã chết trong cuộc chiến với Thanos, Illuminati thì cũng chưa thực sự lộ mặt, và quan trọng nhất là Skrull đã xuất hiện từ rất lâu trước đó trong MCU, cụ thể là trong phần phim Captain Marvel. Trong phần phim này, Skrull được khắc họa một cách khá đáng yêu và hài hước. Thậm chí về sau này, rất nhiều Skrull còn làm cấp dưới cho Nick Fury và trở thành đồng minh thân tín của loài người. Vậy câu hỏi đặt ra bây giờ là Marvel sẽ xử lý đám Skrull này như thế nào? Tôi thì không chắc lắm, vì nội dung của series Secret Invasion vẫn chưa được công bố. Nhưng trong một buổi phỏng vấn gần đây, lớp trưởng của Marvel Studio, ông Kevin Feige đã phân trần rằng Skrull cũng chỉ giống như con người thôi, cũng có người này người kia, kẻ tốt người xấu. Nói chung là có Skrull thân thiện thì cũng có Skrull hãm lìn. Thế nên nếu có Skrull xâm lược trái đất thì đấy là do bọn Skrull hãm lìn gây ra. Trong phân cảnh này, ta thấy Skrull Talos đang đối đầu với một tên lạ mặt mà khả năng cao là phản diện chính trong series phim lần này. Có lẽ đây chính là nhân vật đại diện cho tầng lớp Skrull hãm lìn mà tôi vừa nói tới ở trên. À tiện nói tới cảnh này, thì mấy ông có để ý cái poster đằng sau không? Đây đều là những chính khách nổi tiếng trong lịch sử. Chi tiết này lại khiến tôi có thêm một thắc mắc, rằng liệu các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử có khi nào cũng là Skrull giả dạng hay không? Nghe nứng phết nhở? Ok, hãy khoan bàn tới nội dung của series này, thứ mà tôi khá tự tin là mình chả biết gì cả. Hãy điểm qua những gương mặt nổi bật xuất hiện trong trailer. Đầu tiên chắc chắn rồi, đó là thế chột Bắc Mỹ. Cuối cùng thì quý ngài Motherfucker cũng quay lại trái đất sau nhiều năm xa cách. Trong đoạn trailer, ta thấy Nick Fury tới một quán bar và gặp Maria Hill. Vẫn do Colby Smulders thủ vai, cô trách móc sếp của mình vì cả hai đã mất liên lạc quá lâu. Lần gần nhất chúng ta thấy Nick Fury ở trái đất còn thậm chí chẳng phải Nick Fury thật, mà đó là do Skrull tên Talos ngụy trang. Từ hai manh mối kể trên, tôi tự nhiên thấy băn khoăn phết. Nick Fury đã nhờ Talos đóng thế mình trong bao lâu? Từ sau Captain America The Winter Soldier, hay thậm chí là còn lâu hơn nữa trước đó? Nếu bấy lâu nay Nick Fury đều là Skrull giả dạng, thì Nick Fury thật đang ở đâu và làm gì nhờ? Cái này tôi sẽ mạnh dạn phỏng đoán dựa trên những gì đã xảy ra trong comic. Đại loại là trong chuyện, Nick Fury đã nghe ngóng được một cuộc xâm lược của Skrull từ rất lâu trước khi sự kiện Secret Invasion diễn ra. Sau khi SHIELD sụp đổ, Nick Fury đã lui về ở ẩn và âm thầm xây dựng nên một tổ đội siêu anh hùng mới, được gọi là Secret Warriors, bao gồm nhiều những tài năng trẻ, sở hữu các siêu sức mạnh kinh hoàng. Một vài nhân vật tiêu biểu trong nhóm này có thể kể đến như Quake, một Inhuman có khả năng gây ra động đất để cho các rapper đi lên. Chị này từng xuất hiện trong Agent of SHIELD và là một cấp dưới cực kỳ thân tín đối với Nick Fury. Yo-Yo, aka Slingshot, là một phiên bản fan hơn của Quicksilver, The Flash và Eternal Macari và Sonic, nếu bạn cũng muốn đem ra so sánh. Một vài cái tên còn lại thì thôi, nếu bạn tò mò thì tự đi mà tìm hiểu. Quay trở lại với Nick Fury, thì như đã nói ở trên, ông đã biết về cuộc xâm lăng này từ lâu nên đã sớm có sự chuẩn bị. Nhóm các chiến binh bí mật của ông đã giúp phe loài người lật kèo một cách ngoạn mục sau khi các trụ cột của trái đất bất lực trong việc đối phó với chủng tộc ngoài hành tinh này. Đó là câu chuyện trong comic. Thế còn trong MCU thì sao? Trong After Credits Spider-Man Far From Home, tôi còn nhớ Nick Fury đang ở trên một con tàu ngoài không gian cùng với rất nhiều Skrull khác đang làm việc cực kỳ chăm chỉ. Liệu đây có phải là nơi Nick Fury tập hợp và huấn luyện cho các Secret Warrior hay không? Nếu thế thật thì chất đấy. Nhưng mà chắc chắn là chưa chất bằng áo của chùm cuối. Sao bà đáo chưa chắc là đỉnh nhất Việt Nam?
nhưng chắc chắn là bạn nên có một chiếc trong tủ quần áo của mình. Tại đây chúng tôi bán những mẫu áo về phim, game với giá cực kỳ phải chăng, và đặc biệt là chẳng vai, kể cả có đem đi giặt. Trong tháng 9 này, với mỗi đơn hàng bạn đặt của chúng cuối thì 10% sẽ được trừ thẳng vào đơn giá, kèm theo đó là những bức tranh dán tường cực kỳ đáng yêu và dễ sử dụng. Chần chừ gì nữa mà không bấm ngay vào link mua hàng tôi đặt ở bên dưới phần mô tả và bình luận. Mua đi, kênh sắp chết rồi, năn nỉ đấy. Trở lại với video, thì còn một chi tiết nữa khá thú vị về Nick Fury là trong cái trailer này, ông xuất hiện với những hình thái vô cùng khác nhau, là chột và không chột. Liệu đây có phải là cách để phân biệt giữa Fury thật và giả không? Hay đó chỉ là hai cảnh ở hai thời điểm khác nhau? Trong số các bạn đang xem có ai là Conan không? Thử lập luận hộ tôi phát xem có thuyết phục không nào. Trong một diễn biến khác, Don Cheadle, diễn viên thủ vai Rhodey, aka War Machine, cũng có màn comeback cực mạnh kể từ lần cuối xuất hiện trong Thần Điêu Đại Hiệp Bắc Mỹ. Chưa rõ vai trò của thanh niên này trong phim là gì, nhưng mà khả năng cao là anh cũng biết về sự tồn tại của Skrull cũng như âm mưu xâm lược của chủng loài này. Nếu không thì Nick Fury đến tìm hỏi làm gì, đúng không? Một nhân vật khác cũng một lần nữa xuất hiện trong trailer, đó là Everett Ross. Thanh niên này vừa hôm trước có mặt trong trailer Wakanda Forever xong. Có chuyện gì mà mâm nào cũng thấy mặt cha này thế nhỉ? Hay có khi nào Everett Ross bản thật đã chết trong Wakanda Forever, còn đây là bản nhái do Skrull cộng cài vào? Có thể lắm chứ, vì trailer bình thường của Marvel đã cú lừa rồi, huống chi là cái phim này. Bất kỳ ai trong cái trailer này đều có thể là Skrull hết, thế cho nhanh. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc kể trên thì cũng có vài gương mặt khá xa lạ, hoặc ít nhất là xa lạ đối với tôi. Ví dụ như cái bà cầm khẩu súng với lá thư này, rồi là cái bà váy đỏ này nữa, nhìn cũng có vẻ quan trọng. À đấy, trong dàn nhân vật còn có mẹ rồng Emilia Clarke nữa. Thì ra sau khi Game of Thrones kết thúc, Drogon đã quắp mẹ rồng đi và đem tới MCU để sống một cuộc đời mới. Trong phim này, cô có khả năng sẽ vào vai nữ hoàng của tộc Skrull, có tên là Varanki. Trong chuyện thì Varanki được biết đến nhiều nhất là khi cô đóng giả thành Spider-Woman. Mà nếu Varanki này cũng giống như trong truyện tranh, thì có khi nào đây cũng là màn debut cho Spider-Woman luôn không? Trông kiểu tóc của Varanki trong trailer này thì cũng giống tóc của Spider-Gwen trong Spider-Verse Fate đấy chứ nhỉ? Không dừng lại ở đó, nhân vật này của Emilia khả năng cao cũng sẽ là phản diện của phim. Mà theo tôi nên là phản diện đi thì hơn. Trong cái mặt này mà là người tốt thì phí vờ lờ. Ok, đó là những chi tiết thú vị mà tôi đã nhặt ra từ trong trailer dài vỏn vẹn 2 phút này. Đánh giá tổng quan thì tôi mê cái cách Marvel làm phim nghiêm túc như này. Nó đem lại một cảm giác giống với phần phim Captain America The Winter Soldier. Một cảm giác mà khá lâu rồi tôi mới được hít hà sau một loạt những series kém chất lượng ra mắt vào khoảng thời gian gần đây. Với một quy mô có vẻ hoành tráng như này thì tôi cũng rất mong là phim sẽ có sự bùng nổ trong dàn diễn viên. Cá nhân tôi vẫn mong muốn có thêm sự xuất hiện của nhiều nhân vật khác nữa, kiểu như đám Secret Warrior này, hay thậm chí là Illuminati cũng được. Cơ mà đấy cũng chỉ là một chút ham muốn của tôi thôi. Cái quan trọng bây giờ là mong phim sẽ không bị đầu voi đuôi chuột, kiểu trailer thì hoành tráng, sau một lúc phim lên sóng thì như hạch. Marvel tốt hơn là nên nghiêm túc lấy lại hình ảnh cho bản thân mình đi, không thì fan bây giờ sắp không bênh nổi nữa rồi. Ok, và trên đây là phần phân tích nho nhỏ và những đánh giá tổng quan của tôi về trailer mới nhất của Secret Invasion. Nếu thấy clip này hay thì đừng quên ủng hộ cho kênh The Reviewer, người chơi điện tử, người chơi đồ, người tối cổ, nhi đồng thối tai và nhi đồng mất não để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Một lần nữa, tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.